Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi xa nhất, đẹp nhất và hoang sơ nhất tại biên giới phía Bắc, là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa, lối sống đặc trưng. Sau lần đầu tiên tới đây bằng xe máy, tôi đã dự tính sẽ quay trở lại Đồng Văn vào dịp khác, bằng một hành trình đi bộ. Đây là nhà homestay nhà anh mua. Mình đã chuẩn bị để khởi hành, nhưng mà trời lại tiếp tục đổ mưa. Đến nay là ngày thứ 7 rồi. Có một số thời điểm thì trời đẹp, nhưng hầu hết là trời mưa. Và hôm qua đến hôm nay thì trời mưa liên tục, nguyên một ngày hôm qua và đến sáng nay trời lại tiếp tục mưa. Và dường như đêm hôm qua cũng mưa cả buổi đêm nữa. Giá phòng của homestay nhà anh mua là 80.000 một người. Và bây giờ nó sáng, trời sáng thì mình có thể cho các bạn xem về nhà homestay nhà anh mua. Đây là nhà anh mua, là một kiểu nhà đặc trưng của người dân tộc ở đây, với tường đất gỗ, sàn trên bằng gỗ, tường đất và mái ngói. Đây là loại mái ngói giống như kia. Hiện tại mình sẽ đợi trời ngớt mưa và tiếp tục ra ngoài. Đường quốc lộ 4C. Hiện tại trời đã ngớt mưa một chút nên mình sẽ đi ra quốc lộ 4C và tìm quán ăn và tạm thời ngồi đợi cho trời bớt mưa sẽ đi tiếp. Đây là nhà của bố mẹ và anh trai của anh mua. Ngoài kia là quốc lộ 4C, và khi tới đây có một tấm biển là homestay rất dễ nhận biết. Phía ngay trước cổng làng có một vườn hoa rất đẹp, hoa tam giác mạch rất là đẹp. Nếu không phải trời mưa thì mình sẽ dừng lại đây. Đáng tiếc là trời mưa rất lớn, mình phải tiếp tục đi. Mưa rất lớn, sương mù bao phủ khắp nơi. Mình tiếp tục ngồi ở cổng làng đợi. Hiện tại đang là mùa thu, nhiệt độ bây giờ nhưng trên cao nên nhiệt độ khá lạnh, giờ hiện tại là khoảng 18 đến 20 độ. Cổng làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, trước là một vườn hoa tam giác mạch, có khách tham quan chụp ảnh. Phía bên trong thì là những ngôi nhà sàn đặc trưng của người dân tộc Mông. Và đi thẳng vào trong để thấy được homestay nhà anh mua. Hiện tại thì trời mưa rất lớn. Phía trước cổng người cho bé đang chọn các giỏ hoa chụp ảnh với khách du lịch và bán. Đây là gì hả bé? Đây gì hả bé?
không biết à. Trời đã ngớt mưa một chút và mình sẽ tiếp tục lên đường, hy vọng hôm nay sẽ có thể tới được Đồng Văn. Đây là km số 120 và cách Đồng Văn chỉ còn 24 km rồi. Vừa rồi mình có dừng chân và nạp năng lượng với một tô phở gà. Hiện tại thì trời đã tạnh hẳn mưa, mặc dù trời vẫn hơi âm u. Đây là cuối của thôn Sùng La. Sau khi ra khỏi Sùng La thì sẽ có một đoạn tiếp tục là leo lên núi, và chỉ còn khoảng 1 đến 2 cây nữa là sẽ tới cao nguyên đá rồi, sẽ hoàn toàn nhìn thấy cao nguyên đá. Hiện tại thì mình đã đi ra khỏi Sùng La. Chào đón mình phía trước chính là một đoạn dốc vượt qua những dãy núi xanh này. Và sau khi vượt qua những dãy dặng núi xanh như thế này sẽ thực sự là cao nguyên đá, sẽ là những dãy núi đá trơ trọc, chỉ có trơ đá chứ không còn những mảng màu xanh như thế này nữa. Con đường có lẽ chỉ còn khoảng 2 cây nữa thôi là sẽ thực sự đi vào các cao nguyên đá rồi. Hôm nay mình sẽ cố gắng đi thật nhanh để có thể tới được Đồng Văn trong ngày hôm nay. Đây là km số 121 rồi. Cột mốc có thể làm phía trước kia mà đã bị che khuất. Đây là km số 121, 200m. Đây phía trước chính là cột mốc km số 122 và mình đang ở lưng chừng dốc. Chào bạn. Hiện tại mình đã leo lên được hết con dốc vừa rồi. Và phía dưới kia chính là lùng Sùng La. Đang đi từ dưới thung lũng Sùng La, thôn Sùng La lên đây. Từ đây nhìn xuống dưới phía thung lũng rất là đẹp. Mình sẽ ngồi nghỉ ở đây chụp hình và sau đó sẽ tiếp tục lên đường. Hiện tại vẫn đang là km số 122, 800m. Và ở đây có một địa điểm tham quan ghi là hang rồng Sảng Tùng. Ở đây là hướng đi về xã Sảng Tùng. Đây là hướng tiếp tục là đi về quốc lộ 4C, đi về Đồng Văn. Bye. Hello. Hello. Trước chính là km số 123 và cách Đồng Văn là 21 cây nữa. Có thể thấy đằng xa là những mảng màu xanh nó bắt đầu thay dần bằng những mảng màu xám của đá rồi. Chỉ còn 1-2 cây nữa thôi là sẽ thực sự vào cao nguyên đá. Hiện tại mình đã vượt qua được một con đèo. Đây là đường đoạn xuống dốc và phía trước là tiếp tục là một con đèo vượt qua ngọn núi nữa. Mọi người thấy là có rất nhiều những ngọn núi đá kia, rất ít cây, hầu hết là đá, đều trơ hết đá. Mảng màu xanh đều thay thế dần bằng mảng màu xám của đá rồi. Và phía dưới là một bản làng đó. Ở trên cao có một con đường dẫn tới thôn có tên là Sảng Tùng. Ở đây có một địa danh là hang rồng Sảng Tùng. Mình sẽ ở đây nghỉ một chút trước khi leo lên con dốc kia. Hiện tại đang là km số 124
còn trường cách Đồng Vân 20 km thôi. Tại vẫn đang là km số 124 và mình đang đi sâu vào trong các cao nguyên đá. À, thấy ở đây các triền núi đều là đây. Những khối đá rất lớn. Trời bắt đầu lâm thâm mưa. Hiện tại vẫn đang là ở km số 124. Trời bắt đầu mưa lớn. Không muốn gặp trời mưa một chút nào. Nhưng mà khung cảnh thung lũng quá. Trong sương khói và mưa rất là ảo diệu. Rất là đẹp. Và có một cơn mưa lớn. Cơn mưa này khá là lớn đây. May mắn là cơn mưa này chỉ kéo dài khoảng 5 phút thôi. Hiện tại trời lại tiếp tục quang mây qua tạnh mưa rồi. Mặc dù trời vẫn còn hơi âm u. Nhìn phía dưới thung lũng phủ trong sương và mây rất là huyền ảo, rất là đẹp. Khói nước bốc lên, cả làng chìm trong sương. Có lẽ dưới kia vẫn còn đang mưa. Hướng của gió là theo hướng này và mây mưa đang trôi về hướng đó. Đây là địa phận xã Sa Phìn và cột mốc km số 125 cũng ở ngay phía này thôi. Trên mặt chính là cột mốc km số 125. Mét thứ 700 của cột mốc km số 125. Và tại đây có hai ngã rẽ. Đường này chính là quốc lộ 4C. Và đường này theo Google Maps thì chỉ mình đi theo đường này. Mình không biết đây có phải là quốc lộ 4C không thì, tại vì đến đoạn này đi tới Đồng Văn thì có tất cả là 3 đường. Mình thấy có tất cả là 3 nhánh rẽ đều còn dẫn tới thị trấn Đồng Văn. Nếu đi thẳng đường này thì có thể đi qua nhà nghỉ homestay Cao Nguyên Đá gần nhà Vua Mèo. Còn đi đường này thì sẽ đi thẳng qua nhà Vua Mèo. Mình sẽ đi theo đường này. Đây chính là con đường mình vừa chỉ. Con đường này cũng là đường nhựa. Mặc dù không đẹp bằng đường quốc lộ 4C nhưng vẫn có thể đi ô tô, xe máy được. Ta mình đang ngồi nghỉ dưới một dãy cây bụi, cây mía, ăn một chút lương khô, uống nước và sau đó tiếp tục đi tới Đồng Văn. Khoảng cách chỉ còn khoảng 18-19 cây nữa thôi. Mình đã tiếp tục lên đường. Và phía xa kia chính là con đường cần phải đi. Con đường này sẽ đi xuyên qua các dãy núi đá. Mình tiếp tục leo thêm một khúc nữa. Và thấy view ở đây còn đẹp hơn view dưới kia nữa. Trên các
chiến đá thì người chủ yếu là trồng ngô, người dân ở đây chủ yếu trồng ngô, bởi vì đây không có đất để có thể trồng được lúa. Người dân trồng các và trồng ngô thì thường là trong các hốc hốc đá, một hốc đá là một cây ngô. Trời bắt đầu gió rất là to. Quãng đường vừa rồi thì trời nắng quang mây, giờ bắt đầu trời rồi nổi gió rồi, trời có rất nhiều mây đen, khả năng sẽ có mưa lớn. Đây là một đoạn đi qua thung lũng, phía dưới các dạng núi đá dinh của vua mèo, cách đây khoảng 1-2 cây nữa. Mình nghĩ là vua mèo sẽ ở trên cao nên có lẽ đoạn đường tiếp theo sẽ là leo lên tiếp. Và đây là cột mốc quốc lộ DH km số 2, cách Giờ Phìn 2 km. Hiện tại thì trời đã mưa rất là lớn, sau cơn dông vừa rồi thì trời đã đổ mưa to, và mình đang núp dưới một lũy tre. Hôm nay mình sẽ đợi ngớt mưa và tiếp tục đi. Sau cơn mưa khoảng 10 phút thì trời đã tục quang, mặc dù có hơi mưa lất phất nhưng đám mây mưa đã trôi qua rồi. Mình tiếp tục đã lên đường. Đây còn 1 km nữa là tới Xà Phìn, và cũng là nghĩ là dinh vua mèo ở đây. 1 km hoặc là 1 km nữa sẽ là điểm giao giữa đường này và quốc lộ 4C. Kia chính xác là quốc lộ 4C, mà con đường phía dưới chính là con đường từ đây bắt lấy quốc lộ 4C, và hướng này là hướng đi tới Đồng Văn. Dinh vua mèo theo bản đồ nằm đâu đó ở phía bên này. Mình sẽ tới dinh vua mèo và nghỉ ngơi. Trước chính là dinh của vua mèo. Ôi phê quá. Mình sẽ ngồi nghỉ ở đây. Khu vực phía trước của dinh vua mèo rất nhiều quán, hàng quán là bán đồ thổ cẩm, khách du lịch rất nhiều. May mắn là khi mình vừa tới đây thì trời vừa đổ mưa nữa. Mình sẽ ngồi ở đây thử món này. Đây là món bánh rán tam giác. Chị ơi, cái này bằng bột hoa tam giác mạch ạ. À, bên trong có gì ạ? Nhân gì ạ? Nhân đậu xanh. Đây là bánh hoa tam giác mạch và một xiên thịt nướng. Trời mưa rất to. Đây là đoạn mô tả về di tích nhà dinh vua mèo. Vua mèo Vương Đức Chính, vua của người Hâm Mông. Ở phía trên này là dinh của vua mèo hay người dân tộc họ. Đây là nhà vương. Đây là đám vé. Đây
vé tham quan là bao nhiêu chị? 20.000 ạ. Đây là lối lên dinh và vua mèo. Vé tham quan là 20.000 một người. Dinh, lối vào dinh vua mèo. Vương Đức Trinh. Vương Đức Chính. Chào bạn, sau khi nghỉ ngơi và tham quan dinh vua mèo, mình đã tiếp tục lên đường thẳng tiến quốc lộ 4C ở phía trên cao kia. Và khoảng cách từ đây tới trung tâm thị trấn Đồng Văn chỉ còn khoảng 18 cây thôi. Dự kiến là tầm 7 giờ tối mình sẽ tới nơi.